Dạ con xin phép chào bà nhé. Bà có thể giới thiệu là bà tên là gì? Tôi tên là Phún Nhị Mùi. Bà Mùi ha. Bà Mùi là quê quán ở đâu? Quê quán Trung Quốc. Ở đâu bà? Trung Quốc. Trung Quốc. Và hiện tại thì bà đang sinh sống ở đâu bà? Sinh sống ở Sài Gòn, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Bà sống ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa bà? 99 bây giờ. Là lâu lắm rồi ạ. Năm 1999 đúng không ạ? Dạ. Hôm nay bà về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Giúp đỡ tìm đứa cháu gái, cháu ngoại gái, Bé tên là gì bà? Lương Bảo Vy, Lương Bảo Vy. Bé nhiêu tuổi rồi bà là 17 tuổi năm nay. ha? Ô, ba mẹ của bé đâu mà hôm nay lại để cho bà về tìm? Ba mẹ ly dị lâu rồi, Trời đất ơi. là bé hồi còn mang bụng mẹ là ở với tôi tới giờ. Vậy là từ lúc đang còn trong bụng bầu và sinh ra lúc đỏ hỏn là bà ngoại nuôi. Bà là bà ngoại hay bà nội? Bà ngoại. Bà ngoại đúng không ạ? Rồi bây giờ là mẹ của bé và ba của bé là mọi người mọi mọi nơi rồi. Bao lâu rồi thì mình không được gặp ba mẹ của bé hả bà? Mẹ nó mới về đây, mắc nó đi kiếm một thời gian không thấy, cái bắt đầu bây giờ đi lại đây nhờ các anh kiếm giùm. Là hiện tại bây giờ là mẹ của bé là đang ở đâu? Bây giờ đang ở Trung Quốc Ở Trung Quốc. Là lấy chứ, chồng bên Trung Quốc hay sao bà? lấy chồng bên đó. Mình thì là gốc Trung Quốc nhưng thực chất là mình sinh sống và lớn lên là ở Việt Nam đúng không bà? Bà là quê quán là ở ngoài Bắc đúng không? Ở tỉnh nào bà? Tỉnh kêu là hồi đó sanh bà già ông già sanh ở Móng Cái Móng Cái, đúng rồi, giáp danh Trung Quốc mà. á. Là hiện tại bây giờ là bà hôm nay là bà về đây có một mình thôi. Có cháu dâu, có đứa con dâu mới lại đứa cháu ngoại nữa. Dạ. Vậy là còn ba của bé này thì hiện tại bây giờ là đi đâu và ở đâu và như thế Không nào? biết ở đâu nữa. Nó có Ồ. vợ có con. Vậy là trước kia con gái của bà cùng với lại con rể của bà là có đăng ký kết hôn không? Không. Nó À. chưa đủ tuổi. Vậy là cưới từ lúc chưa đủ tuổi. Sau đó thì có con. Và rồi thì hai vợ chồng là đường ai nấy đi. Và cuối cùng thì bây giờ là cháu bà nội mà tội bà ngoại. Là bà ngoại kêu mang gần nấy năm trời luôn. Hiện tại bây giờ là bé nhiêu tuổi chứ bà ha? 17. 17 tuổi. Cháu ngoại của bà là cụ thể là bỏ đi ngày nào? Bỏ đi ngày 2 tháng 9. Ồ, ngày 2 tháng 9 năm vừa rồi ấy hả bà? Đi đâu mình biết không bà? Không biết mới đi kiếm, chưa Trời đất biết ơi. kêu nó về. Cháu ngoại của bà lúc bỏ đi là còn đi học không? Nó nghỉ học rồi, nó kêu học chữ tàu nó cũng học, không muốn muốn học nghề gì đó, cho đi học cũng không chịu đi học. Cái nghỉ luôn tới giờ. Là trước khi mà bé bỏ đi là ở trong gia đình nhà mình nhiều người không bà? Nhiều thành viên gia đình không? Nó cũng bao nhiêu cũng có hai 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 ba cậu à. Cậu đi làm tối ngày đâu có ở nhà đâu. Còn bé là có làm công việc gì không bà? Nó trước khi nó ở nhà nó đi phụ cái bà đằng đối diện đó, Là phụ phụ quán ăn hay là quán nước phụ hay? mấy cái đàn, mấy cái in mấy cái bông hoa rồi vô cái áo thun, quần thun gì đó Dạ. là phụ đó. Cái bắt đầu Cháu ngoại nhà mình có ngoan không? nó ngoan Bà. mà nó đâu có chơi mấy ai, nó đâu có quậy hoài gì đâu. Trước giờ đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Chưa. Mới lên lần đầu mà đi tới giờ luôn. Cái lúc mà bỏ đi đó thì gia đình nhà mình có ai la dạy gì bé không? Không, thương nó như trứng mộng luôn. Mẹ nó mới mua cho nó cái điện thoại mười mấy triệu, cái vàng dòng cái gì cũng sắm cho nó hết, nó đòi cái gì sắm bên ấy hết. Cái bắt đầu cái nó đi giờ không biết ở đâu kiếm nó. Vậy Rồi là mẹ của bé này là lấy chồng bên Trung Quốc là lâu chưa bà ha? Bao nhiêu năm rồi 10 ạ? năm rồi, mười 10 mấy năm. năm rồi, 11 năm rồi, 11, 12 năm rồi. Vậy là bé mới được có 6 tuổi.
năm sáu tuổi là mẹ đi lấy chồng bên nước ngoài luôn. Dạ. Bé có buồn không? Không, nó chơi, nó ở với tôi, nó ngoan lắm. Nó không có đi đâu hết á. Đi đâu nó cũng xin phép bà ngoại á. Dạ, mẹ thì thường thường mẹ của bé này thì bao lâu thì về Việt Nam thăm bé một lần bà? Nó cũng hàng ngày gọi điện. Gọi điện thôi chứ không có về được đúng không ạ? Quê cũng mới về đây đi kiếm nó đó. Tức là hay tin là con gái bỏ đi là mới về đây. Nhưng mà con gái cháu ngoại của bà bỏ đi từ năm ngoái, sau giờ này bà mới lấy về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ. Đi đâu có biết đâu, đi kiếm cũng đi xe đi kiếm tùm lum tà la đâu có thấy nó đâu, rồi mấy người ta mới nói như vậy đó. Kiếm khắp nơi rồi đúng không? Mới nghe tin đây mới lên đây. Cháu bà nhìn rất dễ thương, rất xinh gái, bé là được nhiêu ký bà? Chắc cũng không biết nữa. 450 ký gì đó. Cao không bà ha? Cao mét cao mấy? Cao lắm. Cao to lắm. Cao mét 7 không bà? Cỡ đó. Mét 7 luôn cơ ạ? Mét 7 là cao lắm đó nha bà. Mét 6 đó. Chắc mét 6. Mét 6 hả? Bé thì thường thường có bạn bè gì không bà? Không, nó ngoan lắm, nó ở nhà nó chơi không à. Rồi mới lại điện thoại này kia nọ. Nó chơi ở nhà chứ nó không đi đâu hết. Khi đi là cháu ngoại của bà mang theo những thứ gì đi? Không có mang gì đó, nó có ngữ trang của nó thôi. Có mang quần áo gì đi không ạ? Không. Điện thoại? Điện thoại, ngữ trang nó đem theo luôn. Gia đình nhà mình không có liên lạc được hả bà? Không. Điện thoại nó bỏ sim nhà. Trời đất ơi, giờ là hơn từ năm ngoái tới giờ rồi. Từ tháng mấy bà ha? Tháng 9. Tháng 9 là ngày? Mùng 2 tháng 9. Ngày trên hay ngày dưới bà? Ngày trên. Tháng 9. Và hiện tại bây giờ là tháng 4 rồi. Rất lâu rồi. Cũng đi kiếm nó, kiếm tùm lum tà la luôn. Mấy cậu mấy gì cũng đi kiếm. Gia đình nhà mình có trình báo cơ quan chức năng công an ở có. Bình Tân không bà? Có. Có đúng không? Tới giờ thì mình chưa, gia đình chưa có nghe được cái tin tức chưa gì. Chưa có nghe được tin. Nghe tin mấy người toàn lường gạt không. Nó kêu chuyển tiền cho nó. Nói để tôi muốn bao nhiêu tiền cũng được, mà đều phải cho tôi gặp cháu gái tôi nói chuyện. Vậy là gia đình nhà bà là có đăng cái tin lên mạng xã hội Facebook đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi. Bởi vì khi mà đăng cái thông tin cũng như số điện thoại lên mạng xã hội Facebook mà mình đi tìm cháu thì một số đối tượng lừa đảo họ sẽ biết được cái tâm lý của gia đình nhà mình là đang rất lo và rất hoang mang và cần tìm cháu ngoại nên mà họ tung cái chiêu ra để họ lừa đảo tiền nhà mình đấy. Rồi nhà mình có chuyển khoản cho họ không? Không. Dạ. Nói chừng nào gặp cháu tôi nói chuyện với cháu tôi mới cho. Đúng rồi. Dạ. Vậy là chưa. Là bà mặc dù là bà tuổi cao nhưng bà rất là đề phòng và cảnh giác. Một số cô chú thì khi về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con thì một số cô chú cũng có than phiền rằng là mới bị những cái đối tượng xấu lừa mất. Có người thì vài triệu, có người thì 5, người thì 10 triệu, thậm chí có người thì 50 triệu. Bởi vì là đăng tin lên mạng xã hội. Khi mà gia đình thì cái lúc mà con bỏ đi thì rất hoang mang và rất lo cho con nên mà thiếu đi cái sự cảnh giác. Nên mà bị bọn chúng lừa một cách trọn vẹn luôn. Nên mà rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị khi mà tìm con cái bỏ đi mình mà đăng lên mạng xã hội thì mình phải hết sức là tỉnh táo, đặc biệt là cảnh giác với những cái chiêu trò của những đối tượng. Họ có thể lấy số điện thoại của mình để họ gọi. Họ báo là thấy con nhà mình chỗ này chỗ kia và kêu mình là chuyển khoản có thể là 2 triệu, 5 triệu và 7, 8 triệu chẳng hạn vậy. Thì mình phải nên thận trọng là mình không có chuyển. Bởi vì đó là họ không có biết con mình ở đâu hết á. Mà chẳng qua là họ bắt được cái tâm lý nhà mình đang cần con nên họ lừa đảo mình thôi. Còn nếu mà những cái trường hợp như vậy thì cô chú anh chị cứ bảo là cứ thấy con đi rồi tôi cho, ví dụ tôi cho 5 triệu, tôi cho 10 triệu gì đấy cũng được. Nhưng mà yêu cầu là phải thấy con. Thấy con tôi cho. Nói chuyện. Dạ, đúng rồi. Chứ gửi coi biết à, dạ. Ai đâu mà lường. Vậy là quá trình là hơn nửa năm trời rồi. Là mình không thấy được cháu ngoại và không biết cháu ngoại ở đâu và làm gì như thế nào. Có bao giờ mà cái thời gian mà cái gần mùng 2 9 năm vừa rồi cháu ngoại có than phiền rằng là thiếu cái thốn cái tình cảm của cha mẹ không? Không. Nó vui vẻ lắm, nó không có chửi lộn với ai, nó không có nó
mẹ đi, mẹ đi lấy chồng Trung Quốc rồi mẹ có đều đều gửi tiền về cho con không? Có, nó đòi cái gì rồi mẹ nó gửi cái đó. Ví dụ nó thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu muốn mua cái gì là mẹ nó gửi về cho nó. Chứ nó đòi vàng dòng gì cũng gửi hết á. Dạ. Rồi đòi cái điện thoại 18 triệu cũng gửi. iPhone luôn. Ha. Ừ. Dạ. Chứ đâu có để nó thiếu thốn đâu. Bà có cái điều gì trên cái video này bà tâm sự với cháu ngoại của bà đi, hy vọng cháu ngoại xem được sớm quay trở về. Thì mong cháu quay về có gì bỏ qua. Khổ thân bà ngoại. Để bà mãi khỏi trong mong. Mới lúc sáng thì có một trường hợp là ông bà ngoại ở Cà Mau cũng về nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm cùng cháu ngoại. Và trong cái câu chuyện cũng y chang như cái trường hợp gia đình nhà mình đó bà. Mà đặc biệt rằng câu chuyện của ông bà ngoại ở Cà Mau là con trai. Thì ba mẹ cũng bỏ nhau. Bỏ nhau từ bé, nhưng mà cái câu chuyện vừa rồi là câu chuyện đặc biệt hơn, là cũng mẹ bé thì cũng có bầu nhưng mà người cha lại nhẫn tâm kêu là bỏ. Nhưng mẹ bé nhất quyết không bỏ, thì khi lớn lên thì ông bà ngoại lại đặt cho một cái tên mà khi nghe cái tên thì thật sự rất đau lòng. Đó là tên là Hoài Hận, là hận. Thật sự rất là buồn. Và đây lại tiếp tục cái câu chuyện nhà mình thì cũng ba mẹ cũng ly dị rồi, cuối cùng con thì bây giờ không biết đi đâu về đâu như thế nào. Bà thấy buồn không bà? Buồn chứ. Ai cũng muốn con cái nó hạnh phúc. Dạ. Thật sự rất buồn. Như là có muốn nó ly dị, muốn nó bỏ nhau đâu. Dạ. Mỗi người mỗi ngã. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đó là cái mình, điều mà mình muốn đâu có được đâu. Thời của bà chắc khác à. Thời của bà thì thôi, sống chết có nhau. Gọi là cái tình cảm, cái tình nghĩa vợ chồng cao cả và thiêng liêng lắm. Cực khổ cỡ mấy thì cũng cam chịu bà ha. Một khi đã xác định yêu thương nhau rồi, cỡ nào cỡ là cũng phải chung thủy với nhau. Mà bây giờ thì con thấy là lớp trẻ bà, có khi thì cưới được ít ngày thôi thì cũng vì một cái lý do, cái lời qua tiếng lại thôi là cũng bỏ nhau rồi. Mà đôi khi nhiều cặp vợ chồng có con có cái rồi nhưng lại không vì con, là cũng vì một cái tình cảm hoặc vì một phút yếu lòng say nắng bên ngoài cũng bỏ nhau. Thật sự tan nát hết gia đình, đó là cái điều mà thật sự rất là buồn. Khổ quá. Con... Bây giờ bà ngoại là đang sợ nhất là cháu mình sẽ gặp điều gì? Thì sợ nó gặp kẻ xấu thôi. Nếu mà nó lỡ xài thì hết tiền hết của thì cứ quay về đi, không có ai trách móc gì nó hết đó. Bà ngoại có sợ rằng là cháu ngoại nhà mình bị những bạn bè hoặc thậm chí những cái đối tượng xấu lôi cuốn dụ dỗ ép buộc làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật không? Thì bà ngoại có sợ không? Sợ như vậy đó mới đi kiếm, đi tìm đó. Dạ. Chứ đâu có, không phải không có sợ đâu. Con hy vọng rằng là cháu ngoại của bà xem được video này, dù cho bất kỳ đang ở nơi nào, phương trời nào, sớm liên hệ. Và đặc biệt rằng nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Dạ. Để cho thứ nhất là ngoại bây giờ tuổi già sức yếu rồi, tuổi cao rồi, tóc bạc rồi, ngoại đi không nổi này rồi, mà tới giờ phút này đang phải lặn lội về đây. Giữa một cái thời tiết thật sự là rất là nắng nóng oi bức để mà đi tìm cháu ngoại. Thì mong rằng là bé con đang ở đâu đó thì con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Còn nếu mà tới giờ phút này trường hợp mà con bị những ai đó mà khống chế không cho con về, hoặc con đang làm trong một cái môi trường nào đó không được lành mạnh mà họ không cho con về, thì con hãy gửi cái vị trí định vị cũng như là con gọi về số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858, thì các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ nhanh chóng có mặt để mà giúp con quay trở về một cách là an toàn nhất. Bà ngoại còn điều gì chia sẻ không? Thì bây giờ là cũng nhờ các anh kiếm giùm bé chứ giờ không biết nói làm sao. Dạ. Rồi bé có lỡ xài tiền xài bạc thì xài hết rồi thôi. Nếu không có tiền xe thì cứ kiểu xe ôm về tới nhà, giờ bà ngoại sẽ trả tiền. Bé đang ở đâu đó chỉ cần cho cái định vị vị trí thôi. Thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ đến đưa bé về với bà.
giúp đỡ bà là hoàn toàn miễn phí tất cả hết bà nhá. Thì hôm nay bà về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội. Với mục đích chính là tìm cháu ngoại, thì bà có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải cái thông tin, cái câu chuyện của gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại mình không bà? Có. Cuối video này thì con không biết nói gì hơn, thì chúc bà và đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là cháu ngoại sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình bà nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cùng nhân đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt bà ngoại gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em xin phép xin chào tất cả cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Con xin phép chào bà nhé. Cảm ơn. Dạ.